Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, Hyundai Elantra không còn là cái tên quá xa lạ tại thị trường Việt Nam trong những năm gần đây. Hyundai Elantra là một mẫu xe sedan hạng C có tính kinh tế và tiện dụng. Ngoại hình đẹp mắt cùng với được trang bị nhiều option hiện đại nhất phân khúc nên rất thu hút khách hàng. Đây là một mẫu xe đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của người dùng, rất xứng đáng để xuống tiền. Tại Việt Nam, Hyundai Elantra cùng với Mazda 3 và Kia Cerato là bộ 3 sedan hạng C đang làm mưa làm gió thị trường với ưu điểm thường xuyên nâng cấp so với các đối thủ khác. Hyundai Elantra là một trong những mẫu sedan ăn khách nhất trên thị trường hiện nay nhờ vào thiết kế tinh tế và hiện đại đi kèm hiệu năng đẳng cấp. Hãng xe Hyundai lấy ý tưởng từ ngôn ngữ thiết kế, điều khắc dòng chảy 2.0 để mang đến cho Elantra một diện mạo mới lạ vừa năng động, trẻ trung mà cũng không kém phần sang trọng. Vì thế dòng sedan này có thể phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Sức hấp dẫn của Elantra còn nằm ở nội thất tiện nghi đến bất ngờ. Trang bị toàn những vật dụng cao cấp cho không gian nội thất cùng cách bố trí tiện lợi, khoa học giúp cho lái xe lẫn hành khách. Luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Hiện tại Hyundai Elantra được lắp ráp trong nước và phân phối với 3 phiên bản. Hyundai Elantra 1.6MT, Hyundai Elantra 1.6AT, Hyundai Elantra 2.0AT. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang theo dõi là chiếc xe Hyundai Elantra GLS, số tự động, bản 2.0 sản xuất năm 2019 form mới, số tự động, nội thất màu kem, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, chạy chuẩn 27.000 km, cam kết đồng hồ chuẩn full lịch sử bảo dưỡng tại hãng. Xe được trang bị khá nhiều tiện ích như nội thất da, ghế chỉnh điện 8 hướng, xây ghế, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển, điện thoại rảnh tay, kiểm soát hành trình, ga tự động, cruise control, xây vô lăng, hệ thống lái điện thông minh 3 chế độ, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, hệ thống đèn auto, đèn bi, đèn LED ban ngày, gạt mưa tự động, hệ thống giải trí màn hình thông minh, kết nối GPS, bản đồ, dẫn đường, camera lùi, cảm biến quanh xe, cửa nóc, sạc điện thoại không dây và còn rất nhiều option và tiện ích khác. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 625 triệu đồng. Chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn!